Chị Vũ Thị Lan đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám trong tình trạng thị lực mắt phải suy giảm, đau đầu dữ dội, dùng thuốc giảm đau nhưng không cải thiện. Sau khám lâm sàng, bác sĩ chỉ định bệnh nhân chụp MRI sọ não. Kết quả cho thấy có một khối u bằng não nằm ở đỉnh hốc mắt bên phải, chèn lên dây thần kinh thị giác số 2, nguy cơ gây mù. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật sớm để bóc tách khối u. Bác sĩ đánh giá khối u nằm ở vị trí khó do ống thần kinh thị giác rất nhỏ, tổ chức sợi thần kinh phức tạp. Khối u kích thước khoảng 2-3 cm. Trường hợp này vì cái khối u lại của bệnh nhân ấy nằm ở mỏm yên ở đỉnh hốc mắt bên phải và nó lan vào trong cả cái ống thị giác, mà ống thị giác thì nó là một cái khe rất là hẹp và dây thần kinh thị giác chạy qua trong cái ống đấy, lại thêm bây giờ thêm cái cấu trúc về u thì một cái sự thay đổi rất nhỏ về mặt kích thước của u cũng có thể gây chèn ép vào thị giác và gây thay đổi về thị lực của bệnh nhân. Ekip phẫu thuật quyết định sử dụng hệ thống máy tích hợp kính vi phẫu Zeiss và định vị thần kinh Neural Navigation, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thường được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật tinh vi. Hệ thống giúp bác sĩ nhìn thấy rõ các cấu trúc não, mạch máu, bó sợi thần kinh và khối u với hình ảnh 3D được phóng đại lên nhiều lần. Bác sĩ lựa chọn đường mổ qua mõm yên, tức thành của ống thị giác, với hệ thống dao siêu âm hiện đại, tiếp cận vị trí khối u để bóc tách, tránh làm tổn thương các cấu trúc lành xung quanh, trong đó có dây thần kinh thị giác. Ca mổ kéo dài 4 giờ đồng hồ, khối u được loại bỏ hoàn toàn, dây thần kinh thị giác và động mạch cảnh không bị tổn thương. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hết đau đầu, mắt phải nhìn rõ hơn. Sau mổ bệnh nhân cũng không có bị ảnh hưởng nhiều về mặt thần kinh. Thị lực thì vẫn bình thường và cải thiện tương đối là tốt. Không có cái biến chứng gì về mạch máu cả. Tính từ cái hôm mà bắt đầu làm thủ tục nhập viện đấy đến hôm mà ra viện là 11 ngày. Thì ra viện thì bắt đầu sang được khoảng 20 ngày sau. Thì thấy đỡ dần, không đau nữa. Mà cũng không phải mua thuốc nữa, tóm lại là bình phục. Chị yên tâm lắm. Chỉ đi bệnh viện này thì chị mới yên tâm rồi. U màng não chiếm 20% u nội sọ nói chung, trong đó 11,9-17% là u màng não ở cánh nhỏ xương bướm, phần nửa trong số này là u màng não mõm yên trước. Đa số u màng não là lành tính, tỷ lệ ác tính dưới 20%, có thể điều trị khỏi nếu người bệnh được phẫu thuật cắt triệt để khối u. U não nền sọ có thể gặp ở mọi lứa tuổi, giới tính. Nếu không được điều trị, bệnh để lại nhiều di chứng thần kinh nghiêm trọng, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Các triệu chứng phổ biến nhất bao gồm đau đầu, nhìn mờ, nôn hoặc buồn nôn, tê bì tay chân, v.v. Khi có những biểu hiện trên, người bệnh cần đi khám để được điều trị, xử lý sớm, không nên tự ý mua thuốc điều trị khiến bệnh nặng thêm và tiến triển nhanh. Hiện nay, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh với các chuyên gia phẫu thuật thần kinh giàu kinh nghiệm cùng sự hỗ trợ của nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng hiện đại đã nâng cao tối đa hiệu quả mổ điều trị các khối u não phức tạp, giúp người bệnh thoát khỏi nỗi ám ảnh bệnh tật, cải thiện chất lượng cuộc sống.